Chào các bạn, mình đang ở trung tâm ăn chơi giải trí của tinhtế.vn và mình có anh Toàn ở đây. Mình muốn giới thiệu anh Toàn đến các bạn bởi vì anh ấy có cái website mua bán iPhone.vn và anh ấy mang cho chúng ta cái iPad thế hệ thứ 3, iPad năm 2012 này. Thì đây là cái sản phẩm dự kiến sẽ bán vào cuối tuần này ở Mỹ, nhưng mà bây giờ thì nó đã xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Cái máy iPad này là phiên bản 4G. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này cho các bạn coi. Thì cái hộp thiết kế tổng thể vẫn y như là cái hộp của iPad trước, nhưng mà có thêm logo của iCloud. Thì iCloud mới xuất hiện tháng 6 năm ngoái. Và đặc biệt là mặt sau chúng ta có cái dòng chữ 4G. 4G là công nghệ mạng 4G LTE mà xuất hiện trên cái iPad thế hệ thứ 3 này. Bạn thấy cái tên mã sản phẩm là MD369LLA. Trong khi cái thiết bị iPad 2 thì cái tên mã là MC774LL. LL là thị trường, là cái máy cho thị trường Mỹ. Chúng ta cũng có những cái thông tin về cái máy iPad này. Thì nó không còn là iPad số 2 hay là iPad đầu nữa. Từ đây tất cả chỉ là iPad thôi. Và chúng ta sẽ phân biệt nó bằng thế hệ thứ 3 hoặc là cái năm sản xuất là 2012. Ngoài ra còn có một số cái serial. Thì cái cách đóng gói của Apple từ trước giờ vẫn không có gì thay đổi. Ở đây chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, đi kèm là cái cây để lấy SIM. Chúng ta có sợi cáp sinh và cái cục sạc 10W từ trước giờ của iPad. Quay trở về cái iPad thế hệ thứ 3 này thì nó cũng không có nhiều khác biệt so với cái iPad trước. Ở mặt trước chúng ta cũng có một màn hình 9,7 inch, cũng có nút home, cũng có camera. Tuy nhiên thì camera này bây giờ nâng thành camera iSight, không phải là bản như trước kia. Ở cạnh trái của máy chúng ta cũng không có gì cả. Và bạn sẽ có một cái lỗ ở đây, bạn bấm vào thì nó sẽ đẩy cái khay SIM ra, khay micro SIM. Bạn lưu ý ở trong cái phiên bản iPad mới thì bất kể là iPad Verizon hay AT&T thì chúng ta đều có khay SIM cả. Còn cái phiên bản 4G thì nó chỉ là cái băng tần khác nhau thôi. Còn nếu mà bạn dùng ở Việt Nam thì Verizon hay AT&T tất cả đều dùng được mạng 3G hết. Chúng ta không phân biệt hai cái đó. Ở đây chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5mm. Cái khu vực màu đen này là phân biệt phiên bản 3G với phiên bản thường. Nó chứa các cụm anten, cái nút nguồn và camera. Camera với rất là nhiều cải tiến ở mặt sau. Thì bạn thấy là cái cụm camera nó lớn hơn hẳn so với camera của iPad 2. Do nó có nhiều thấu kính hơn và độ phân giải cũng cao hơn. Nhìn thiết kế tổng thể mặt sau của hai cái đều không có gì khác biệt. iPad này bị móp rồi. Chúng ta sẽ quay lại cái mặt trước của máy. Mặt trước của máy vẫn sở hữu cái màn hình 9,7 inch. Tuy nhiên cái độ phân giải của nó đã tăng gấp 4 lần. 2 lần về chiều ngang và 2 lần về chiều dọc. Thì cũng nhân lên ra 4 lần. Và đạt cái mức DPI cao gấp đôi iPad 2. Do vậy Apple gọi đây là màn hình Retina. Thì tại sao gọi là Retina? Retina tức là khi mà bạn đưa máy ra một khoảng cách 15 inch, gần 40cm thì bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ cái điểm ảnh nào hết. Không nhìn thấy nó bị rỗ, không phân biệt được. Trong khi với cái máy iPad 2 thì khi mà bạn nghiêng ra, bạn để xa ra thì bạn vẫn thấy những cái điểm ảnh nó bị vỡ. Đây là một cái cải tiến rất là lớn và quả thực cái màn hình này cực kỳ mịn. Có một cái thay đổi khác ở trong nhân bên trong của iPad thế hệ thứ 3 là cái chip đồ họa. Nó là chip đồ họa 4x A5X. Tuy nhiên thì chúng ta không thể thể hiện gì ở đây. Các cái thông số khác vẫn giữ nguyên so với iPad 3. Và bạn có một điểm đặc biệt là nó có LTE mạng 4G. Nếu mà bạn muốn mua cái chiếc iPad thế hệ thứ 3 thì các anh ở bên mua bán iPhone.vn có cho biết là họ sẽ bán vào ngày 17 với giá là 13.680.000, tặng cái mini nhãn màn hình và cái bao da 700.000. Còn bây giờ bạn có tiền mà có không mua được, chỉ có đến tinh tế để xem ké thôi. Cảm ơn các bạn.